Chào anh chị nhé. Mình là Minh, nhà đất, bán nhà đất Hải Phòng. Hôm nay sẽ review cho anh chị em một cái sản phẩm mới, nhà 3 tầng. Nhà 3 tầng. Đây, cổng ngõ anh chị nhìn thấy đây nhé. Đấy, đường là 3 mét, nhà xây hoàn toàn mới anh chị nhé. Đấy, nhà 3 mét hoàn toàn mới. Đây là trên tầng 3 này. Đây là ban công trên tầng 3 anh chị. Đó, bây giờ mình sẽ cùng nhau khám phá xem căn nhà này công năng như nào anh chị nhá. Đây là trên tầng 3 anh chị nhá. Mình vừa đứng ở ngoài ban công thì cái không gian đầu tiên là mình làm phòng thờ. Phòng thờ có cửa sổ này, cửa chính này, ban công này, gạch lát nền màu vân gỗ này, trần trơn này và thiết kế đèn led này, sơn trắng sữa này. Bên cạnh cái phòng thờ ấy, bên cạnh cái phòng thờ chính là một cái phòng ngủ nhỏ anh chị nhá. Đấy. Có lối hành lang đi vào phòng thờ phía trước của căn nhà đây anh chị nhé. Đó, anh chị hình dung mình sẽ qua mình xem cái phòng ngủ cụ thể như nào. Đấy, từ không gian của phòng thờ kia, đấy, mình bắt đầu mình qua phòng ngủ này. Đấy, thì cạnh phòng ngủ là nhà vệ sinh này, cạnh nhà vệ sinh là chính là sân phơi này. Từ đây là lối hành lang cầu thang đi lên tầng 3 anh chị nhé. Đấy, lối hành lang đi lên tầng 3 này. Đấy, thế bây giờ mình sẽ vào review từng phòng một cho anh chị xem. Đó là đầu tiên là phòng ngủ anh chị nhé. Đầu tiên là vào phòng ngủ. Từ lối cầu thang đấy, mình đi vào phòng ngủ thì đây chính là phòng ngủ của căn nhà này. Phòng ngủ của căn nhà này thì có cửa sổ lấy gió lấy sáng này, thiết kế trần trơn này. Đấy, mình có thể làm cái phòng chức năng khác ngoài phòng ngủ. Nhưng đây mình vẫn là phòng ngủ bình thường này. Lên của nó là lên gạch đồng bộ combo là vân gỗ nhé anh chị nha. Đấy, thì sơn trắng sữa rất là đẹp nha anh chị nha. Đấy, và bên cạnh cái phòng ngủ đây này chính là nhà vệ sinh anh chị này. Đấy, thì mình xem cái công năng chức năng của nhà vệ sinh nha. Cái nhà vệ sinh đây, cái nhà vệ sinh thì thiết kế gạch xám màu sần dạng vân đá này. Đấy, ở dưới là màu sẫm, ở trên là màu trắng, có để màu trắng sữa rất là đẹp này. Có vòi sen này, có lắp chờ nóng lạnh này, có lắp chờ đèn sưởi ấm này, gương này, giá treo này, bồn rửa mặt này và bệt này. Đấy, tất cả thiết kế ở đây đều là cửa nhôm kính anh chị nhá. Qua cái nhà vệ sinh ở trên tầng 3 ấy, thì nó tới một cái không gian là cái phòng giặt anh chị nhá. Phòng sân phơi, xin lỗi anh chị, sân phơi, phòng giặt cũng được. Đấy, đây chính là sân phơi phòng giặt anh chị này. Thì cũng thiết kế đầy đủ điện, đường thoát, đường lắp đặt máy giặt. Đấy, đầy đủ luôn anh chị nhé. Cái sân phơi là thiết kế gạch rất ấn tượng. Đấy, và cũng đã thiết kế mái tôn chống trộm, hàng rào mắt cáo đúng không? Và đường lối lên mái để anh chị lắp năng lượng đầy đủ cả đấy nhé. Nhưng cái hay của cái căn này, ở trên tầng 3 nó còn có một cái phòng kho. Đấy, cái phòng kho đây, mình đứng ở trong cái sân phơi đây thì đây chính là một cái phòng kho. Cái phòng kho này dùng để mình chứa đồ, ví dụ như là mùa đông thì mình dùng đệm, nhưng mà mùa hè mình cũng dùng đệm, nhưng mình có thể để đệm, mình có thể để đồ, ví dụ như là cái thang hoặc là những cái công năng ít dùng mà mình không muốn nó vướng víu, nó gọn gàng thì đây nó có cái phòng kho anh chị nhé. Đấy, thì cái chức năng của trên cái tầng 3 này thì điểm nhấn lại cho anh chị nó gồm những công năng như sau. Là khi mà lên tầng 3 thì công năng của cái tầng 3 này như sau. Thì đầu tiên là mình sẽ thấy là cái phòng ngủ, nhà vệ sinh, sân phơi, phòng kho. Và đi qua lối hành lang là mình ra phòng thờ, có ban công. Đấy. Thì ở đây thì thiết kế đầy đủ công năng của tầng 3 là phòng thờ, phòng ngủ, và nhà vệ sinh và sân phơi và phòng kho. Gạch màu vân gỗ, tường màu trắng sữa, cửa nhôm kính, đèn nhất trần trơn đối với tầng 3 nhé. Đấy. Và chúng ta sẽ đi xuống tầng 2 xem công năng của tầng 2 như thế nào. Ở đây thì cầu thang thì có giếng trời lấy gió lấy sáng đây anh chị nhé. Đấy. Và không gian của cầu thang thì là thiết kế là kính cường lực tay gỗ đá đen, có điểm nhấn là đá trắng kết hợp hình quả nhám ấy. Đấy, rất là đẹp, cổ trắng anh chị nhé. Cầu thang tay gỗ, kính cường lực, rất là đẹp. Từ trên tầng 3 mình xuống tầng 2 nha anh chị nhé. Mình xuống tầng 2.
mình xuống tầng 2 xem công năng kết cấu của tầng 2 nó như thế nào anh chị. Khi mình xuống tầng 2 thì công năng bố trí kết cấu của căn nhà này như sau. Căn nhà này thiết kế ở tầng 2 gồm có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh khép kín đấy, và phòng ngủ lớn và phòng ngủ nhỏ. Đây là phòng ngủ lớn, còn đây là phòng ngủ nhỏ anh chị này. Giờ mình sẽ review cho anh chị từng phòng ngủ một, từng nhà vệ sinh một để cho anh chị nhìn xem là không gian của tầng 2 của căn nhà này như thế nào. Đấy, từ hệ thống cầu thang vào phòng ngủ lớn là qua hệ thống nhà vệ sinh. Đây là cái phòng ngủ. Phía trước mặt anh chị là kê đầu giường. Bên cạnh đó là nhìn ra phía ngoài là có cửa sổ lấy gió lấy sáng. Và có cửa chính đây anh chị nhé. Và có ban công. Cửa thì là cửa nhôm kính. Gạch thì cũng là gạch vân gỗ. Sơn màu trắng sữa rất là đẹp. Đèn led, đèn trần, đèn khe rất là đẹp anh chị nhé. Màu sơn trắng này. Tất cả đều là dùng cửa nhôm kính anh chị nhé. Quay cho anh chị xem một vòng của cái phòng ngủ này. Phòng ngủ này cũng khá là rộng rãi nhé. Điểm nhấn của cái phòng ngủ này là có hệ thống ban công. Đây, cái ban công ở bên ngoài của phòng tầng 2 đây. Ban công ở tầng 3. Đấy, cái ban công này cũng khá là rộng. Cái ban công này là chức năng là mình có thể đặt cái hệ thống điều hòa, mình trồng cây, mình ra mình ngắm cảnh, cũng khá là ok anh chị nhé. Bây giờ mình sẽ review tiếp vào phần phía trong. Từ không gian cầu thang ở phòng ngủ lớn này, bên cạnh phòng ngủ lớn này, ở cái phòng ngủ lớn này nó hai cái là nhà vệ sinh khép kín nhé anh chị nhé. Thì đây chính là cái nhà vệ sinh của phòng ngủ lớn này. Màu gạch là màu nhám này, trên thiết kế là một gạch trắng này. Điểm nhấn là phần trên màu xám, phần dưới màu nhà sẫm này, đầy đủ này, đèn sưởi này, bình tắm nóng lạnh này, vòi sen này, bệt này và gương cảm ứng này. Anh chị nhìn thấy từng công năng của sản phẩm một, vòi sen cực đỉnh luôn anh chị này. Anh chị mở ra anh chị nhìn thấy các cái công năng bật này. Đấy, xoay này. Nhìn thấy rất là nhiều công năng mà thiết kế rất là bắt mắt, hàng rất là chất lượng. Đấy, vòi sen đây anh chị này, bệt này, bệt cũng khá là ok này, giá treo này, các kiểu đầy đủ cả anh chị nhé. Đấy, cái hai cái điểm nhấn của cái này nó là chính là gương cảm ứng anh chị này. Đấy, gương cảm ứng đẹp chưa anh chị nhìn thấy chưa, gương cảm ứng đẹp luôn anh chị nhé. Đấy, gương cảm ứng được chưa anh chị. Đấy là cái nhà vệ sinh của phòng ngủ lớn này. Từ cái phòng ngủ lớn và nhà vệ sinh ấy, mình đi vào cái phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ nhỏ thì cũng thiết kế là nhà vệ sinh khép kín y như cái phòng ngủ bên cạnh. Nhưng và nhà vệ sinh đặt phía cuối thì gạch là gạch vân gỗ. Đèn trần thiết kế là đèn khe và đèn lấy sáng, đèn led đầy đủ cả, sơn màu trắng sữa, đèn khe màu vàng, đèn trần rất ấn tượng, nhìn rất là phong cách anh chị nhé. Cái căn phòng này nó cũng có một cái lợi thế là có cửa sổ lấy gió lấy sáng anh chị nhé. Và bây giờ mình xem cái phòng vệ sinh phía cuối của cái phòng ngủ này nó như thế nào. Đây chính là cái phòng vệ sinh của phòng ngủ nhỏ đây anh chị này. Cũng thiết kế mẫu y hệt như cái phòng ngủ lớn này. Nhưng mà cái phong cách thì nó thiết kế hơi khác nhau một chút, là cái vòi sen của cái bồn rửa mặt này, nó xoay rất là đẹp này. Đấy, hãng Toto. Đấy. Và thiết kế hình tròn này rất là bắt mắt này, rất là ấn tượng này. Ở đây thì cũng thiết kế là gương cảm ứng này anh chị này. Gương cảm ứng. Đấy. Và cái vòi sen ở đây thì anh chị nhìn thấy là cũng khá là ok này, có cả vòi vặn chảy này. Đấy, sen tắm này, sen chùm này, đó, thiết kế nóng lạnh và đặc biệt là mùa đông là có đèn sưởi ấm này, giá treo đầy đủ. Thiết kế là gạch lèm phía dưới kết hợp với màu trắng, điểm nhấn này, viền chân tường, cổ rất là đẹp. Đấy là cái phòng vệ sinh của phòng ngủ nhỏ tầng 2. Thì điểm này cho anh chị là ở tầng 2 mình có 2 phòng ngủ và phòng ngủ lớn và phòng ngủ nhỏ. Anh chị nhớ là nhà vệ sinh khép kín. Từ tầng 2 mình xuống tầng 1 đây anh chị nhé. Mình xuống tầng 1 xem không gian thiết kế của tầng 1 nó như thế nào anh chị. Đây nhá, từ trên tầng 2 mình xuống tầng 1 thì sẽ review cho anh chị một vòng để anh chị hình dung này. Phía sau của căn nhà là một cái sân phơi và một cái hệ thống lưu không, có nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang và nhà bếp này. Nhà bếp này cực lung linh luôn anh chị này. Đèn trần
rồi đèn chiếu sáng cho phòng ăn này cũng khá là lung linh này. Đấy. Và thiết kế là tủ không gian để tủ lạnh cũng rất là rộng này. Và quay ra là cái phòng khách này. Phòng khách thì một bên là thiết kế để kệ tivi này. Đấy. Phòng khách cũng khá là rộng này. Cửa đây là cửa quấn này. Đấy. Và ở đây phía bên này là mình đặt bộ salon cũng khá là đẹp này. Cũng đã đặt bức tranh cực đẹp luôn này. Ở đây cũng đã thiết kế cho anh chị nhà nào mong muốn là có quạt trần này. Được, trần thiết kế khá là ấn tượng này. Đấy, đấy là toàn bộ các không gian của căn nhà. Và ở tầng 1 thì điểm lại cho anh chị, tầng 1 là gồm có phòng khách này nhá anh chị nhá. Đây, phòng khách đây. Có phòng khách đây. Có phòng khách đây. Đấy, thì phòng khách này thì là cửa quấn này, gạch là gạch vân đá màu sáng này, có điểm nhấn là bo góc để tạo ra không gian của phòng khách này. Đấy. Và đã thiết kế vách tivi rất là đẹp, ổ điện đầy đủ này. Đèn trần thì gồm có đèn quạt này và đèn led này và đèn khe này. Thiết kế trần rất ấn tượng này. Đấy là thông tin của phòng khách nha. Tranh ảnh treo đầy đủ. Căn này thì khá là rộng rãi anh chị nha. Bây giờ mình vào cái không gian thì nó thiết kế cầu thang ở góc của căn nhà. Thì dưới cầu thang là nhà vệ sinh đây. Và có một cái cửa ra sân sau rất là rộng rãi anh chị nha. Và phòng bếp đây anh chị đây. Đấy. Và chỗ để tủ lạnh đây, đầy đủ công năng đây. Đấy, thì bây giờ anh chị em chúng ta ra cái sân sau xem một chút. Từ không gian của phòng khách này, mình qua phòng bếp này, tới một cái sân sau này. Sân sau cực rộng lên cho anh chị này. Sân sau đây anh chị này, cực rộng luôn. Đấy, rất là rộng. Đấy, sân sau đây, thiết kế gạch cũng khá là bắt mắt vấn tượng này. Cũng đã đặt hết là rào chắn lợp mái đầy đủ anh chị nhé. Đấy, cũng có đèn đầy đủ rồi. Thì ví dụ như là mình... có người già là mình có thể phơi quần áo, rồi là mình có thể đặt thiết bị giặt các thứ ở đây và mình không cần phải lên trên tầng cao, đúng không nào? Rất là tiện lợi cho nhà gia đình có người già. Và mình làm các cái loại thức ăn có mùi như là gà quế mắm tôm các kiểu, đúng không nào? Thì ở tầng dưới này thì cái nhà vệ sinh cũng thiết kế khá ok anh chị nhé. Nhà vệ sinh thiết kế khá ok, đầy đủ công năng anh chị này, đầy đủ công năng nhé. Cũng có bồn rửa mặt đúng không, gương lược đầy đủ cả anh chị nhé. Thì thông tin của căn nhà ở tầng 1 đối với một cái căn nhà như thế này, điểm lại cho anh chị những cái công năng của căn nhà như sau. Tức là với 42m², ngang 5m, nhà 3 tầng. Tầng 1 thì phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, sân sau. Tầng 2 là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh khép kín. Tầng 3 là phòng thờ, phòng ngủ, nhà vệ sinh, sân phơi và kho và ban công. Đấy. Anh chị chú ý nhé, giá của căn này là 2,2 tỷ có thỏa thuận, đường ngõ 3m, ra đường An Kim Hải cực gần. Sản phẩm này là ở Bạch Mai anh chị nhé. Nếu anh chị thấy cái sản phẩm này phù hợp, đầu tiên anh chị xem video để ủng hộ kênh và anh chị xem nó có phù hợp với mình không, số tiền, công năng, kết cấu, vị trí. Đấy. Cái thứ hai, nếu mà anh chị thấy cái video này nó hợp với mình thì anh chị muốn mua căn này thì anh chị hãy liên hệ với anh Minh 0388832303 hoặc 0988860616. Anh Minh, sàn Ano nhà đất 365, địa chỉ số 1 đường Máng Nước. Đấy, văn phòng của anh Minh ở đó. Mọi thông tin chi tiết là chuẩn 100% anh chị nhé. Đấy. Nếu mà anh chị thấy video này nó phù hợp với anh chị thì anh chị thích xem video này cho nhiều người cùng quan tâm để họ có nhu cầu họ mua được căn này. Hoặc anh chị có thể bình luận cái quan điểm của anh chị ở phía dưới video, hoặc là anh chị đăng ký để nhận được những video mới, hoặc là anh chị tham khảo những video tiếp theo. Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại anh chị ở những sản phẩm mới. Xin chào và hẹn gặp lại.